Xin lỗi anh em đã quay trở lại với Bài Đây Tu Lai Sống Dai Thằng Free Fire. Hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thứ 3 sinh tồn trong con game Bài Đây Tu Lai nhá. À mà tính ra phải chưa qua ngày thứ 3 nữa. Bây giờ mới là 23 giờ của ngày thứ 2, là 11 giờ tối. Trong cái thành phố này mình loot cũng được khá khá rồi anh em ạ. Còn tầm khoảng cái chỗ này này, một cái vùng này này là mình chưa loot thôi. Còn lại là mình loot hết rồi, từ chỗ này với bên trên là mình loot hết rồi. Chỉ còn đúng cái vùng nhỏ nhỏ này thôi là mình chưa loot này. Ok, hôm nay mình sẽ qua đó loot nhá. Con nhân vật mới chạy được hai bước chân thôi để thở như chóa này. Chắc là phải chế cái xe đạp để mà chạy thôi em ạ. Cái xe máy này mình còn thiếu cái khung, cái sắt hướng dẫn làm cái khung thôi chứ nguyên liệu để chế cái khung thì dễ o mà. Chế cái xe để mà chạy thôi chứ đi bộ cái này lâu quá. Đây, mình đến cái chỗ mà mình chưa loot ở đoạn này là cái bồn nước à. Cái này mình leo lên trên đây thủ đêm trăng máu được nhờ. Đến đêm thứ bảy là sẽ có rất nhiều zombie nó đến tấn công mình ấy. Nghĩ là thủ ở đây nó sẽ là hợp con nhà bà Lý anh em ạ. Không mở được cửa à? Ừ. Có hàng rào đồ sẵn hết các kiểu này anh em. Rồi mình chỉ việc xây lại cái tường cho nó cứng cáp hơn một chút, xong rồi mình đứng ở bên trên mình sổ đạn xuống. Hợp lý không? Ui, sao trên đời lại có một người thông minh như mình nhỉ? Mình thật ngưỡng mộ về khả năng của mình. Biết cái cửa này trâu không? Mẹ gò cái bể luôn ạ. Vãi trưởng vậy. Trên đây có gì để lút không ta? Leo lên trên đây cao thực sự. Có cả cái nắp để đi vào luôn này. Mình ở trong đây hợp lý không anh em? Nhưng mà chỗ này hơi nhỏ. Chỗ này công nhận là hơi nhỏ một chút. Nhưng mà để mấy cái bàn chế tạo đồ thì như này là vừa đủ để ở rồi. Không cần nhiều hơn, không cần to hơn đâu. Đứng ở trên đây thủ, được không anh em? Được. Đấy, mình có thể đứng ở trên đây bật scope lên soi và bắn xuống phía bên dưới. Ui, bên đây là xác zombie. Trong cái thành phố này tính ra là mình giết hết zombie anh em ạ. Mình đi đến nhà nào là mình clear zombie đến là đó. Có con chó này. Này thì chó này, một viên vào đầu không chết. Này thì chó, à con chó này mắt nó màu vàng, nó sẽ trâu hơn bình thường. Ồ, 3 viên không chết á, mày giỡn à? Mày này, 4 viên không chết. Nó phá cái hàng rào của mình nữa kìa. 5 viên không chết. Phá liền vậy. Con tó này vẫn chưa chết. Mà tính ra phát vừa rồi mình bắn chật. Mày này, 6 viên rồi anh em ạ. Chưa thấy nó có dấu hiệu là nằm xuống. 7 viên mới chết con chó mắt vàng. Mà trong khi đó viên đầu tiên mình bắn vào đầu nhá. Trông đúng kiểu trông như chó ấy. Cắn bể mất hàng rào này rồi. Nhưng mà không sao, bữa sau mình cũng xây lại thành cái tường khác mà mình phá hết mấy cái này đi mà. Cho nên là nó phá thì cũng kệ nó. Không biết là có thể sửa lại được không. Rồi, mình đi qua nhà khác loot nha anh em ơi. Loot cho xong mấy cái nhà này đi, cái đảo tính tiếp. Ồ, 12 cái xu vàng. Lượng xu vàng để vừa sao đổi với em bán hàng xin xin. Trong thành phố này chỉ có đúng mỗi mình em ấy là người sống sót. Có tính zombie. Vô đây. Mày biết thế nào là dao xương không hả? Mày biết thế nào không? Mày vô đây. Ghê không anh em? Tự nhiên mình muốn thế giới bị zombie tấn công quá. Trời ơi, nhà không em làm phiền tí. Ôi dồi, ăn dài. Dùng cái cà lấy. Ui, một vổ chết luôn cái thằng đội mũ kìa anh em. Tính ra thằng đó trâu lắm á nhá. Thế mà một vổ chưa phải là chết luôn. Có cái thùng ở đây. Ui, được cái máy khoan đất này. Cái ao ghe này là máy khoan đấy. Bởi sao mà mình kiểu đào đất đồ là sử dụng cái máy này nó khoan nhanh lắm. Đây này. Cái này khoan gỗ yếu anh em ạ. Máy cưa khoan gỗ nó mới nhanh được. Cái này chỉ có khoan đất với khoan đá thôi. Mày này. Ô, cái xe không có gì đấy. À, mình test thử cái máy khoan nào. Đấy anh em thấy không? Nó khoan sắt cực nhanh luôn. Thấy không? Rồi, vô nhà. Có tiếng bước chân. À, một thằng mập địt. Mày vào đây. Anh cả, mẹ. Bị trọt như vậy, nó còn vươn ra. Nó bả mình được một phát này. Trông chó thế. Hết stamina rồi. Ăn bạn à. Nhà có chó không? Trong đây chắc chắn có zombie. À bên tay trái à. Mày ơ kìa. Mày này. Ở đây có cái túi súng này. Màn phụ kiện làm cái sao. Có con zombie đang đứng ngoài nó phá nhà. Mày làm trò con bò gì đấy? Hả? Mày làm cái trò con bò. Mày ai à. Mày làm cái trò con bò gì đấy? À trên đây có cái túi này anh em. Có zombie ở đây này. Zom bay cái đầu liền. Sao chúng nó kéo đến đông vậy? Ý đông hiếp yếu à?
Ờ, đầu ra đây nữa. Vãi lìn đồng thế. Giờ mày mắt vàng luôn mới sợ chứ. Con này mắt vàng này. Ôi, mấy con lợn này. Ôi, con lợn này. Vô hết đây. Mày vô hết đây. Mày chưa chết, mày vô hết đây. Phá giúp nó cái cửa. Đúng rồi. Chính là như vậy đấy. Cái đèn, cái này, à, cái phụ kiện của cái máy khoan luôn. Đúng thứ mình cần. Lượm nhiều xăng tí. Bữa sau mà sử dụng ô tô ủi lại thêm cái scope 8 nữa này. Bữa giờ lượm được scope 8 nhiều vãi. Mà mình không thích bắn súng tỉa. Mình toàn thích xài cận chiến với súng lục ngắn không à. Xuống đây nè. Xuống đây. Té cắm đầu. Đâu. Thật hào nhoáng. Mày này. Chưa chết này. Nhà này không có gì hết à? À có túi súng này. Ui! Piper shotgun level 6 luôn anh em ạ. Hồi trước đây mình chơi server khác thì mình nhớ không nhầm đây là một cái shotgun. Ờ, chính nó đấy. Bắn như lìn mấy anh em, nạp đạn hết cái thân xuân luôn. Nhưng mà level 6 thôi thì mình cứ lấy về làm bộ sưu tập nhá. Rồi, thế là cái thành phố này mình loot hết rồi đấy anh em. Không còn gì nữa rồi. Nhà nào mình cũng đi qua và tiêu diệt hết zombie rồi. Nhưng mà mấy con zombie nó sẽ được spawn lại anh em ạ. Còn đồ thì nó sẽ được spawn. Thế nó mới hấp dẫn chứ. Về cất đồ nhá. Cất bớt mấy thứ không cần thiết đi. Xong rồi đi cậy mấy cái ô tô này là hợp lý. Ơ, cái gì đấy? Con gấu à? Ui, sao nhà ngay trước nhà em bán hàng lại spoil ra một con gấu ấy này. Không được rồi, con gấu này tím thịt chị bán hàng xinh đẹp đấy. Mình phải giết nó trước khi quá muộn. Không biết là mình có giết được không đây. Mày con gấu này lắng trắng này, xài kem côn gát chắc luôn. Tí chân nữa còn lúc. Thôi mình xẻ thịt nó về lấy thức ăn nhá. Rồi, đi cậy xe ô tô đây. Mấy cái nguyên liệu này sau này mình chế mấy cái đồ điện cần cực kỳ luôn. Cắt đồ là nào. Đồ mình khá nhiều rồi, bây giờ mình nghĩ là mình phải xây một cái chỗ để ở thôi. Chứ đồ quá nhiều rồi. Rồi đi cậy xe thôi. Tính ra một cái xe 500 bình xăng luôn này. Tính ra một cái xe này mình cậy được một đống xăng luôn đấy anh em. Cái xăng này bữa sau để bỏ vào cái nguyên liệu cái máy khoan ấy. Cái máy khoan cũng cần xăng ấy. Bữa sau mà mình có xe máy ô tô đồ mình cũng cần đến cái xăng. Máy phát điện cũng cần xăng nữa. Cứ cậy xe như thế này là có bình xăng. Hai xe thì hơn 1000 bình xăng rồi. Thế là tầm khoảng mười mấy xe là mình sẽ có hơn 10000 bình xăng. Chưa kể là mình còn lút được ở mấy cái chỗ như thế này này. Hợp lý. Cậy mấy cái tủ lạnh với máy giặt này không biết là có gì không nhở. À cũng có nguyên liệu. Cái nguyên liệu này là dùng để chế độ điện luôn. Mình sẽ đi cậy hết mấy cái xe ở trong thành phố này nhá. Không chừa một cái nào cả. Bên đây có cái máy bán hàng tự động hay gì này, cậy luôn nhá. Ui, kìa con máu tụt kìa. Ma nó trừ máu kinh vậy. Ê, băng đít nhanh. Ê, đang yên đang làm mất hai cái băng đít. Nhưng mà cũng được đồ. Cậy mấy cái ô tô này được nhiều lắm này. Xăng rồi là đèn xe, là lò xo các kiểu. Ui. À, mấy cái xe ô tô này cậy là sẽ được cái bình ắc quy cùng với cái động cơ xe. Zombie ở trong cái thành phố này bị mình giết hết rồi. Cho nên là mình cứ thoải mái đi cậy xe và không bị sợ zombie đắn thôi. Ơ, sao lại nghe tiếng zombie nhỉ? Vừa mới nói là zombie bị giết hết rồi mà ta sao lại xuất hiện zombie ở đâu ra đây? Nó mới spawn à? Con nào đấy? Mày làm sao? Hả? Mày làm sao? Đi về cất đồ thôi anh em ơi. Mình thu hoạch được rất là nhiều đồ. Này, động cơ xe một nhóc luôn, xăng thì phải 30000 xăng luôn. Được có nó, động cơ rồi là ác quy các kiểu. Đi vào thăm em bán hàng coi nào. À em bán hàng này có chỗ giao nhiệm vụ ấy. Mình có thể làm nhiệm vụ để lấy long ẻm. Biết đâu một ngày nào đó ẻm cho mình chén thì sao đúng không? Bố nhà em chứ. Em có cập nhật gì ở shop mới không? Có gì mới không? Em vẫn như thế à? Vẫn bán nổi cái chú cui điện à?
Cập nhật shop đi em. Nhiệm vụ có nhiệm vụ gì hay không? Nhiệm vụ cắt bay 366m, 116-296. Mình muốn lấy long ẻm thì chắc là mình sẽ làm nhiệm vụ xa nhất, 424m. Wonder Owl Open Tivet Hunt to Start. Ít gì đó mà có một thằng nào đó kiểu giống như là người tiếp đồ cho con này nhưng mà bị chết. Nó có một cái hộp gì đó đó. Đó, và em nó giao cho mình đi lấy cái đó đó. Trên bản đồ có dấu chấm than này, mình sẽ chạy qua đó đó coi nào. Đây này, cái dấu chấm than đây này. Chỗ này bị mình lia hết zombie rồi mà ta. Có gì ở đây không? Nhận nhiệm vụ coi nào. Nó lại hiện ở trên bản đồ một cái kiểu valley. Hình như đang rất gần đây rồi thì phải. Trong nhà này à? Nhà này mình lút sạch rồi mà còn gì đâu. Vô đây làm gì? Dòng xe. Đâu ra zombie đây? Mày. Mình nhớ là mình giết hết zombie rồi mà ta. Khu này chắc chắn bị mình loot rồi. Hay là mình nhận nhiệm vụ rồi nó sẽ spawn lại nhở. Đèn chiếu qua đây. Cái chỗ này hồi trước anh em có nhớ không? Chỗ này là cái nhà mà có mấy cái chị giống nhau ấy. 3, 4, 5 chị giống nhau ấy. Mình giết hết rồi mà ta. Được cái súng level 5 này nó làm lại luôn anh em ạ. Đồ trong mấy cái nhà này nó làm lại hết hay sao ấy nhở? Có đúng không vậy ta? Mình nghĩ là như vậy. Chứ ở cái khu này mình lút hết rồi. Mày zombie này. Đây cái vali nhiệm vụ ấy này. Đây rồi, được cái hộp. Mình phải đưa cái hộp này về cho cái ẻm bán đồ. Xong rồi ẻm bán đồ sẽ cho mình một cái kit mi vào mồm. Xem em gái sẽ cho mình cái gì nào. Motolot này là bom xăng cùng với một quyển tạp chí. Sau bao nhiêu gian nan cực khổ em cho ăn 10 cái Motolot cùng với một quyển tạp chí. Em có bị cái đéo gì không vậy? Ta được 330 xu cùng với 7500 exit rồi này. 7500 exit ít vậy. Sau bao nhiêu khổ cực thì mình nhận lại cái éo gì thế này? 330 xu, 10 cái Motolot, cái bom xăng ạ. Mình có nên làm tiếp không ta? Còn 4 cái nhiệm vụ này. Mình thử làm hết nhiệm vụ của em này xem em nó cho mình cái gì nào. Chấm than trong cái nhà này. Nhà này bị mình loot rồi. Đây này, cái cửa mở sẵn. Đúng luôn. Đúng như mình suy đoán luôn đây em ạ. Khi mà mình nhận nhiệm vụ thì nó sẽ reset lại căn nhà đó. Nó sẽ reset lại zombie, reset lại đồ. Mình có thể loot lại đồ. Uầy, được nhá, hợp lý. Hay yo, what's up? Nhiệm vụ lần này là phải clear hết zombie ở trong cái nhà này anh em ạ. Mày này. Axi đủ thằng nào đánh sau lưng đây. Chơi mà chơi đánh lén. Ui. Ra đây hết đi, có bao nhiêu zombie ra đây hết đi. Ra một lượt đi, tiếp một lượt luôn nào. Ơ kìa. Mẹ cái nhà nó xuống cấp kinh khủng. Nữa. Trên đây chắc chắn là nó sẽ reset lại đồ đấy anh em. Đấy, thấy không? Loot thôi chứ còn chần chờ cái chi nữa. Ui, áo giáp level 6 anh em ạ. Ngon nhá. Vỏ lăng đạn với cái làm súng máy. Bởi sao mình làm súng máy ấy? Cần mấy cái nguyên liệu này. Cái dấu chấm vàng nó chỉ có đấy. Ê! Cái điểm mệnh nhà nó chứ nó chỉ có dấu bay à. Hết cả hồn. Hết rồi. Rồi chúng ta giờ về nói chuyện với em gái kia là xong nhiệm vụ. Gái ơi, cho ăn cái gì nào? 60 viên đạn AK cùng với cái phụ kiện súng. 800 xu. Tận thế zombie lấy xu làm cái đéo gì. Chị không cho chị thì thôi, chị cho xu làm cái đéo gì mới biết. Đồ đẹp nó tét. Cái nhà mà có mấy con gà ở tầm trước anh em có nhớ không? Cái nhà mà có mấy con gà ở dưới tầng hầm ấy. Căn nhà này. Đó, mình sẽ reset. Bấm vào dấu chấm than nó sẽ reset lại căn nhà. Từ zombie có cả con gà đứng đây. Nhà. Ok, chưa nạp đạn. Từ từ nhá, xì mê mới ăn đây. Mày vào đây mà húp này. Đi xuống tầng hầm lúc đồ nào. Yongshu. Mày. Ê, bắn con zombie dính con gà nằm chồng háng ra chết. Con gà vãi đi. Mày. Ơ kìa. Sao lóc lác đấy nhở. Nhiệm vụ lần này là mình phải clear hết đống zombie. Clear red này, clear toàn bộ này.
Nhưng mà hiện tại mình thấy trong nhà còn con zombie nào ém được đâu. Tại sao vẫn chưa xong nhiệm vụ nhỉ? Bên cửa này có con zombie nào không? À chắc là phải giết luôn con chó. Con chó này. Đi về thôi anh em ơi. Ơ sao cái clear red? Ui dồi, còn zombie trên nóc nhà. Mẹ mà chúng mày xuống một lần luôn có được không? Không có con nào đâu, ra đây con nào. Trên nóc nhà rồi. Xuống đây, con zombie này trên nóc xuống đây con nào. Ui dồi ôi. Con zombie tàn tật này. Rồi xong, nhận xong nhiệm vụ. Giờ mình về trả cho em nó nữa là xong. Không biết nhiệm vụ này em gái sẽ cho mình gì nào. Ui, 100 viên đạn súng lục. Được, cái này tạm ổn nhá. 369m, làm cái xa trước đi. Làm nhiệm vụ ở xa trước rồi mình làm nhiệm vụ gần sau. Nhiệm vụ này vẫn là clear toàn bộ zombie. Oh, cái nhà này lúc này bị pin cậy mất cái ô tô này. Giờ mình nhận nhiệm vụ một phát là nó sẽ spoil lại cái ô tô à? Đúng không? Đấy, spoil lại hết mấy cái ô tô bị pin cậy lúc này đây này. Thế thì cậy tiếp. Nhà có ai không? Ngủ ít thôi. Có tiếng chó. À, con tó này. Con tó này. Mày ra đây hết một lần đi con nào. Đừng có chơi nấp con nào. Đúng rồi. Ra đây hết một lần đi. Mày này. Sao cái đèn này chỉ hướng ngược lại nhỉ? Hướng này này. Mình vừa đi từ hướng này ra mà. Nần ní. Chắc là cắn cửa này rồi. Đúng luôn. Mày nằm ngủ à. Mày nằm ngủ này. Vẫn chưa có lý hết toàn bộ zombie ở trong cái nhà này. Cái này phụ kiện giáp này. Phá cửa này con nào. Lại quay lại chỗ cái đèn. Cái này phá cái cửa đi thẳng qua là được mà. Mắc mớ gì mình phải đi một vòng. À trên nóc nhà có zom. Chắc là con quả đấy. Này thì quả này. Xong rồi đúng không? Ờ xong rồi. Ồ ở đây có con thỏ này anh em. Ui nhìn chạy dễ thương ấy nhá. Anh em thấy con thỏ không? Đó. Dễ thương thật sự ấy. Thấy không? Con thỏ nằm ban chân ra nhìn dễ thương hơn nhiều. Nhiệm vụ này thì không biết là chị gái sẽ cho mình cái quần què gì đây. 6 cái tạp chí cùng với một cái khăn để chùi đít. Bố nhà chị. Lấy 6 cái quyển tạp chí đi đọc ít ra nó cũng có ép xít. Ơ sao được có một quyển thế này. Ơ mẹ chị gái lừa đảo thế. Chơi game chơi lừa đảo à. Chị gái ơi. Còn đúng một cái nhiệm vụ cuối cùng là xong này. Request quest này là gì? Ui mẹ reset lại nhiệm vụ à? Má chính phủ rồi. Mẹ còn một nhiệm vụ nữa là xong mà mình bấm vào request nhiệm vụ cái. Nó reset lại toàn bộ nhiệm vụ rồi. Đệt. Tại sao mình lại chơi ngu như vậy nhờ? Giờ phải làm lại từ đầu à? Ôi dồi ôi. Hay thế. À đâu, mình làm căn nhà mới mà. À, nó sẽ reset lại nhiệm vụ nhưng mà sẽ là căn nhà khác, không phải là căn nhà đó nữa. Thế thì cũng tạm. Trời ơi, tưởng là phải đi lại căn nhà đó chứ. Mày zombie. Xong, clear toàn bộ zombie trong nhà này rồi. Ơ, đằng xa xa này, con gấu bị kẹt à? Ờ, mẹ con... Bằng một cách thần kỳ nào đó, có con gấu nó chui được vào trong cái nhà này đấy. Cách rất chi là thần kỳ luôn. Có ai bố mày lại yêu mày rồi đấy. Nạp đạn cho cây súng tỉa này lâu vãi nổi. Con gấu này nó bị biến thành zombie này anh em. Nhìn con gấu bị kẹt này. Ngu thật sự luôn. Không anh không biết mà sao anh lại chạy thế. Anh đây à, từ đâu chúng ta có thể nói chuyện. Nghe nhờ nói chứ. Nhiệm vụ này được cái gì nào? 100 viên đạn súng lục. Được, cứ tiếp tục như thế và tặng quà như thế cho em nhé chị gái nhá. Em thích lắm ấy. Ây à, ngủ ngon đấy. Ây kìa, ngủ ngon thế. Cầu thang lên trên nóc. Zombie, mình nhớ trên đây có hai con zombie mà. Đâu rồi? À đây này. Nó sẽ đổi vị trí zombie anh em ạ. Chứ hồi trước mình nhớ là một con nằm góc bên này, một con nằm góc bên kia. Chứ không phải là hai con nằm chung một chỗ kiểu này. Hồi trước mình nhớ là trên đây mình lượm được cây súng tỉa. Đây! Mẹ đúng cây này luôn này. Anh em có nhớ không? Chưa được đúng cây này luôn. Giờ lại được cây đó. Được thêm cái giảm thân nữa. Ngon. Nhiệm vụ con nào? Này là rát đùi à? Cái gì đấy? Ôi, mình có thể được chọn một trong 5 cái món này. À, là hoàn thành 5 cái nhiệm vụ là được một lần chọn kiểu này hay sao này. Ngon nhờ. Ở đây có hộp súng shotgun à? Cái hộp này mình nhớ là mở ra được súng hay sao ấy. Bicycle, xe đạp.
Xe đạp thì mình sắp chế được rồi, cho nên là mình nghĩ là nên đổi khẩu súng shotgun. Cái này là gì đây? Open Champ Rock 2. Nhiệm vụ level 2 hả? Từ mình sẽ mở cái khẩu súng này ra xem có gì nào. Ôi kìa, nó ra cái rác gì đây? Mẹ phụ kiện súng à, chứ không phải súng à? Phụ kiện cho shotgun. Trời ơi, mình cứ tưởng là mở sẽ ra được cái súng shotgun chứ. Này là phụ kiện cho shotgun rồi. Này sẽ gây thêm sát thương cho zombie gì đó. Mẹ phụ kiện shotgun đấy em ạ. Gắn này vào súng lục đi, nó sẽ tăng được băng đạn cho súng lục. Ủa nhưng mà nhiệm vụ cái đéo gì mà cắt mình cả cây số này, đi qua thành phố khác à? Hình như là lúc này là mình nhận cái nhiệm vụ là gì đó để nâng mấy cái nhiệm vụ lên level 2 ấy, nâng cấp nhiệm vụ lên level hay không. Đi qua thành phố khác để làm cái gì đó rồi. Đúng rồi, đây là một cái thành phố khác rồi. Nhưng mà chắc là mình phải chế cái xe đạp sớm thôi, chứ đi bộ như này thì hai quả trứng mình sẽ xuống đất mất. Này thì dòm bài. Ê, có con thỏ đấy em ơi. Con thỏ nó nhảy nhảy. Con thỏ ăn cỏ. Con thỏ. Con thỏ. Đây rồi, đây là cái nhà mà chủ giao nhiệm vụ này. Có cái lá cờ này anh em. Mỗi thành phố này sẽ có một ông giao nhiệm vụ được của nó đấy. Nó cắt khá xa thành phố của mình. Sao cái nhà này giống với cái nhà chị gái bên kia ấy nhở? Ờ đúng chị gái nó luôn. Ờ, hai chị em sinh đôi à? Rồi, mình vừa nâng nhiệm vụ lên level 2 rồi. Thế là mình quay về cái chị gái kia là mình có thể... À không, mình đứng ở đây cũng có thể nhận được nhiệm vụ level 2 luôn này. Ồ, thế là nó sẽ nâng toàn bộ khắp nơi của những ông giao nhiệm vụ luôn. Kiểu những ông giao nhiệm vụ này nó có liên kết với nhau ấy. Được quá nhở? Hay đấy. Rồi, mình nghĩ là đi về thôi anh em ơi. Về đến nhà rồi anh em. Mà mỗi tội là trời tối luôn rồi. Trời tối thì mấy cái chỗ mà giao nhiệm vụ này nó không cho mình vào. Đấy, thấy không? Mình lại là bị đẩy ra ngoài. Éo cho vào kiểu tham lam ích kỷ, ki bo keo kiệt bủn xỉn vãi trưởng ra. Em vô nhận nhiệm vụ chứ không phải là vô nấp zombie đâu. Khiếp khổ. Thôi, cho là clip hôm nay đến đây thôi nhá anh em nhá. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Good night.